mình quá thương người nên vẫn đi bên lề. Sợ nếu yêu rồi ta sẽ mất nhau thôi. Lời giới thiệu của buổi tối ngày hôm nay đến với quý vị khán giả. Một trong những đại diện rất là xuất sắc của cộng đồng LGBTQ+, và chị cũng rất mong muốn đem tiếng nói cũng như sức ảnh hưởng của mình để có thể đóng góp nhiều hơn, từ đó xây dựng nên một cộng đồng LGBT tốt đẹp. Và thông qua những ngôn ngữ điện ảnh của bộ phim Sóng Gió Tình Ta thì tất cả mọi người cũng thấy được những tâm huyết cũng như là những điều mà chị Lâm Khánh Chi mong muốn đem tới tất cả mọi người. Và một lần nữa cho phép Nhật Hà cũng như Minh Tuân được gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến công chúa Lâm Khánh Chi của chúng ta cũng như tất cả ekip của bộ phim Sóng Gió Tình Ta. Và sau thành công của Quét Trang